5 các tựa game free trên Steam để các bạn có thể chơi với bạn bè. Phần 2. Top 1. Nếu như mà các bạn chưa thăm được nhà tù nào đó siêu hot trong thời gian gần đây mà vẫn muốn trải nghiệm khi đi tù, đao ngay Prison Life. Chơi game trực tuyến cùng với 3 đến 11 người khác, mỗi người chơi thì sẽ nhận được một vai trò ngẫu nhiên. Riêng tù nhân thì sẽ có 4 ngày để vượt ngục trong khi cai ngục sẽ phải ngăn cản họ trốn thoát. Top 2, Skye, bằng lái xe máy ô tô xưa rồi, bây giờ là các bạn phải lấy bằng lái máy bay. Một tựa game phiêu lưu khám phá với nhiệm vụ là bay quanh những hòn đảo giúp đỡ người dân giải quyết những rắc rối của họ và đạt thời gian nhanh nhất trong các cuộc đua. Top 3, Paladin, một tựa game FPS để các bạn có thể chơi theo nhóm, sử dụng kỹ thuật bắn súng và các phép thuật có sẵn cũng như là kỹ năng của cả team để có thể chiến thắng nhé. Top 4, được mệnh danh là PUBG phiên bản phép thuật, Spellbreak thì thuộc tựa game đó chính là sinh tồn và phiêu lưu. Game thủ sẽ nhặt các bí kíp phép thuật để kết hợp tạo thành khả năng đặc biệt chiến đấu để tồn tại tới cuối cùng. Top 5, nghe tên thôi là mình chắc chắn các bạn biết đây là game dành cho những tay đua chuyên cháy phố, Super Rush Racer. Mục tiêu chính của trò chơi chính là đánh bại tất cả các đối thủ, kiếm tiền trong trò chơi và trở thành người chiến thắng. Đây chắc chắn đều là những tựa game cực kỳ hay mà các bạn đều có thể chơi với bạn bè. Và nếu như muốn có phần 3 thì hãy comment để cho mình biết nhé.